Vâng, tất cả các quý vị khán giả trên sân lúc này, chúng ta hãy cùng đứng dậy, đồng nhất cùng người nhảy, cùng với các bước cùng đạp cái bậc trên sân lúc này. Đó phải là một kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 của năm 2024. Hết sức là ý nghĩa, hết sức là tuyệt vời. Và cô chủ đại thành hàn núi cao. Thế mà về phụ nữ của chúng ta là một bông hoa xinh đẹp. Tất cả những người phụ nữ của chúng ta là những bông hoa xinh đẹp thành một rừng hoa luôn luôn tươi thắm ban ngày cho tất cả chúng ta. Những sắc hương thơm ngọt ngào và đầy tình cảm. Hết
vòng một đội hình, vòng tròn, vòng trong, vòng ngoài, vòng ngoài và vòng ngoài nữa, thể hiện một sự đoàn kết gắn bó keo sơn để chúng ta xây dựng một phong trào Olympic thể thao nói riêng, phong trào văn hóa văn nghệ nói chung, góp phần xây dựng kinh tế phát triển của các quê hương trên đất nước ngày càng giàu đẹp và văn minh. Hết sức là đầy